thị trường bất động sản quý 3 năm 2022 đang bị chững ở nhiều nơi. Nhà đầu tư đang nghe ngóng tình hình tăng lãi suất của ngân hàng và các chính sách của nhà nước. Nhiều nhà đầu tư đã mua bất động sản bằng nguồn tiền huy động từ ngân hàng đang nín thở chờ tin. Một số người có nhiều tài sản đã nhanh chóng bán bớt để cơ cấu vốn, cầm tiền mặt về phòng tránh rủi ro lãi suất tăng. Nếu bạn đang ở phe cầm tài sản và đang hoang mang, mệt mỏi vì phải đóng lãi ngân hàng, đang phân vân thời điểm này nên giữ hay bán tài sản? Nếu muốn bán thì làm thế nào để tìm khách mua, đàm phán thế nào để chốt khách nhanh và được giá? Cũng lúc này, nhiều nhà đầu tư vẫn đang thong thả săn tìm cơ hội và đàm phán mua vào. Vậy làm thế nào để tìm được những tài sản tiềm năng? Làm thế nào để tránh được rủi ro về pháp lý, tranh chấp, quy hoạch? Tất cả sẽ được giải đáp trong khóa học miễn phí Làm thế nào để bán tài sản nhanh và mua rẻ, tránh rủi ro của chuyên gia Nguyễn Thành Tiến, nhà đào tạo bất động sản hàng đầu Việt Nam, đã đào tạo hơn 150.000 học viên trong lĩnh vực về bất động sản. Khóa học hoàn toàn miễn phí, hãy đăng ký tham gia ngay trong hôm nay vì đây có thể là lớp học sẽ làm thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi.